Sao? Mẹ nó với mấy đứa nhỏ có cái gì ăn không? Bày ra đây coi, đói rồi. Mẹ nói á là cha học nghề, cha mới được ăn. Cha con là bậc thầy mà, tại sao phải học nghề hả con? Hôm nay cha đi làm thầy được ít tiền, bây giờ mang tiền về thì có được ăn không nè? Làm thầy, thầy vui hay là thầy gì mà ra tiền? Bà không biết cái gì hết. Hôm nay tôi vô miễu, thần hiện ra cho tôi lá bùa ước, hễ ai mất cái gì tôi lấy ra ước là tìm được liền. Thì hả cha? Ở đâu Thiệt. vậy cha? Gì nữa đây? Không lo làm ăn rồi bày đặt cho chúng chửi nữa đi. Tôi mới tìm được trâu lạc của phú ông kìa. Đây nè, ổng trả tiền công cho tôi. Bà không tin, bà qua bà hỏi ổng có phải không. Trời ơi, kiếm trâu cho phú ông. Ừ. Không tin chứ gì. Bây giờ bà cầm tiền này qua hỏi ổng có phải ổng mới đưa cho tôi không. Giờ mặt này là chưa có tin nè. Bây giờ thử luôn. Mấy mẹ con bà có mất cái gì không? Nói, tìm cho. Có cái thân của tôi nè. Không tin đúng không? Thôi được rồi. Theo tôi nghĩ là mẹ con bà mới giấu đồ ăn của tôi phải không? Đúng không? Cha biết thiệt hả cha? Con đố cha biết á, mẹ kêu con giấu ở đâu? Trời ơi. Sao biết hay quá vậy? Nè, từ bây giờ bà bỏ cái tật coi thường chồng đi nghe chưa? Tiền đó cầm mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ đi. Trời ơi mình ơi, vậy là nãy giờ mình nói thiệt đó hả mình? Ủa chứ không nói thiệt là tiền này đâu ra? Trời ơi, mình khá rồi mình ơi. Hễ ai á mà mất thứ gì, mình đi kiếm cho người ta, mình lấy tiền công, mình sống khỏe re luôn á. À, hay là mình treo bảng, mình nhận kiếm đồ lạc Thôi với dẹp mình. dẹp dẹp dẹp. Ủa cái gì treo bảng? Hủ xạ tự nhiên hương. Người ta tự biết sẽ tự đi thỉnh tôi, hiểu chưa? Tôi có phải thợ thuyền gì đâu mà treo bảng. Dẹp dẹp. Nhưng mà mình cũng phải nói cho người ta mới biết mà người ta tìm mình chứ. Chưa chưa cần thiết lắm đâu. Nè, 44 con bò, 50 con trâu, mày muốn làm cái gì mày làm ha. Cứ tới chiều tối là tao kêu thằng nô, nó đo cái vòng bụng mà dưới 10 gan á ha, là tao cắt thơm. Mà 3 ngày liên tục như vậy á, tao cắt lương. 6 ngày liên tục như vậy á, tao đuổi luôn. Mày chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn? Chịu. Vậy thì được. Tối á, thì mày ra mày ngủ ở ngoài hiên á, mày canh ăn trộm. Hen. Ăn trộm tới á, mày la lớn lên cho tao. Để làm chi? Để ăn ất nè, giáp nè, ăn nô nè, ăn nô nè, ăn nổ nè hen. Nó chạy ra nó phụ mày. Chịu không? Dạ chịu. Chịu luôn. Chịu. Ừ, vậy thì được. Dạ, con biết rồi ông. Ủa, mấy cái việc đó đâu có gì đâu mà khó ta. Quý nương, quý nương, quý nương. Nè, đứng lại. Cấm kêu nha, cấm tới gần nha. Ta mà mét cha ta hả, là đuổi ngươi ra khỏi nhà đó. Biết rồi quý nương. Cấm kêu quý nương. Cấm nói chuyện. Sao quý nương khó dữ vậy ta? Nè, mày nghe gì không?
ổng bây giờ mướn thêm thằng khùng này nữa cho dễ trấn. Thế nào á cũng kiếm chuyện để mà đuổi tao với mày. Ê hả, có mồi rồi. Nhậu hả? Nhậu cái gì mà nhậu chứ gì. Nè, bóp mũi thằng này dễ ợt hả mày? Trời ơi, cái gì mày nói đại đi. Hồi tối mày có nghe gì không? Có nghe. Nè, ông Phú ông nói á, tao với mày mà làm biến á là ông đuổi hết luôn á. Mà nghĩ lại nó cũng giỏi quá ha. Nó vừa chăn trâu nè, vừa canh trộm nè, ai biểu gì ai sai làm gì làm đó. Một mình nó còn hơn hai thằng mình nữa. Mà muốn trả công nhiều trả, bởi vậy có lợi quá không? Bây giờ á, tao với mày phải kiếm một mớ bù lại. Lỡ tao với mày có bị đuổi á, cũng cần có vốn để lận lấn. Ở trong phòng của ổng, ở dưới giường á, mày vô trỏng mà kiếm. Tao ở ngoài này giả bộ lao lao dọn dọn ngoài này. Nếu có người vô thì tao là mày ra liền nghe chưa. Sao ổng đợi đêm hôm rồi làm? Làm giờ này ớn quá mày ơi. Không hả? Ban hôm á, thằng Hớn nó canh cửa, chó sủa sùm hết. Bây giờ nè, ông với cô Yến đã ra ngoài rồi đó. Bây giờ mày vô trỏng mày lấy hả? Có nghĩa là đổ tội cho thằng Hớn hết. Tao với mày thì ở ngoài động tranh. Đúng rồi, là không ai nghi đâu. Để tao vô. Đi để nhẹ lên. Ê bà, đợt này thu hoạch được nhiều ghê ha. Chị Yến, chị đi đâu chị vậy? Chị nghe tin gì chưa? Cái gì? Nhà Chu công tử chuyển đi rồi đó. Thì đương nhiên phải biết rồi. Chàng nhậm chức nên phải đi trước. Còn chị đi sao? Vậy á, mà mấy cái bọn xấu miệng á, nói là tên đó bỏ của chị lấy người, sợ phải gánh trách nhiệm nên bỏ chị đi rồi. Vậy là hai người vẫn còn qua lại với nhau hả? Thì hai bên gia đình có hẹn ước mà, sao trốn được. Vậy là chị phải dọn đi nữa sao? Mà khi nào chị đi vậy? Thì cũng phải thu xếp nhà cửa ruộng vườn. Nhiều chuyện quá. Trời ơi, bị trai bỏ mà còn chảnh nữa chứ. Hết nói. Đi, thôi mình đi. Sao lâu vậy? Có rồi. Đây. Quá trời luôn. Thấy chưa, có gan thì lập giáo. Nhưng mà sao tao rung quá mày ơi. Bây giờ sao, nghỉ làm hả? Mày cũng hả? Bây giờ mày nghỉ, chẳng khác nào lại ông tôi ở buổi này. Cứ làm bình thường đi. Nếu mà mày nghỉ liền là bị nghi á. Phú ông ơi. Hả? Phú ông ơi. Ủa, hai anh có thấy Phú ông ở đâu không? Ông chủ đi ra ngoài với cô Yến rồi. Mà mấy anh thấy tôi làm có được không? Ông Phú ông có vừa bụng không ta? Được. Trời ơi, mày làm giỏi lắm. Ông chủ ổng mê mày lắm. Vậy á hả? Ừ. Ông chủ ông vừa bụng, chắc Yến vui lắm á. Vui. Đúng rồi. Mà giờ mày rảnh không? Rảnh rồi. Rảnh thì vô dọn phòng dọn ông chủ đi. Ổng có ưa tao với thằng ớt đâu. Vô dọn ổng la chết. Hả? Đúng rồi, vô đi giúp đỡ đi. Giúp đỡ tụi tao đi. Tại vì á, ông chủ với cô Yến đi ra ngoài rồi á, về ông chủ cần chỗ nằm á. Đi, vô giúp đi. Vậy vậy để tôi vô tôi dọn phòng giùm cho. Coi như em. Có gì đổ hết tròn hớn. Đừng có thở, thở người ta biết mình mệt á. Quan thở không, con thở miếng nào đâu. Đi vòng vòng, rồi cũng quanh lại chỗ này. Chỗ này chắc không phải quá. Vậy giờ mình đi tiếp hay quay về qua? Đi nữa hả? Nhà ngươi có chắc là thấy thiên giạc gì chỗ này không? Thì con nghe làm sao, con báo lại quan vậy thôi. Con không biết gì đâu. Bỗng lụng quá. Thôi mệt rồi, về khách điếm nghỉ ngơi đi. Ngươi có thấy tai và ngươi thở không giống con người không? Đi,
Trời ơi, mới lạc sớm ơi, ăn trộm. Thằng ất, thằng giáp đâu rồi hả? Dạ ông cậu con. Hai thằng mày, mày dạ dám lấy vàng dòng của tao đúng không? Đúng không? Dạ đâu có đâu. Mày không lấy? Con thị với ông con có thấy đâu. Dạ. Mày không có hả? Dạ. Vậy là mày con không có luôn ông ơi. Mày không có? Dạ không. Vậy chứ ai hả? Sáng nay đứa nào vô phòng của tao hả? À đúng rồi đó ông, thằng Hớt nó nói là nó vô phòng của ông để dọn dẹp đó ông. Cái gì? Lại thằng đó nữa hả? Dạ đúng rồi đó ông. Hai thằng mày lôi cậu nó về đây cho tao, nhanh lên. Dạ. Mày gan quá hả? Gì vậy? Vô đây. Hai anh nói gì tôi vậy? Mày gan hả? Hôm nay á mày dám lấy vàng dòng của tao hả? Mày gan quá hả mày hả? Tôi có lấy vàng dòng gì của ông đâu. Mày chối hả mày? Hồi sáng nay mày vô phòng tao làm cái gì? Thì tôi vô phòng của ông, tôi thấy phòng của ông bừa bộn quá, tôi sắp xếp lại bàn ghế, rồi tôi xếp lại mấy cái mền mùng chiếu gối của ông, sẵn tiện cái tôi gom đồ của ông đem đi giặt luôn. Trời ơi, đồ của tao mới giặt ngày hôm qua, tự nhiên bây giờ mày đem ra mày giặt lại. Mày rảnh quá ha. Thì nè, hai người này biểu tôi vô phòng ông dọn nè. Ê tao cũng biểu mày à. Tự mày làm à. Mày có biết là tất cả tài sản vàng dòng của tao tao ký cốp lại ha, tao không dám ăn, tao không dám xài, tao dành dụm bao nhiêu, bây giờ mày gom hết bấy nhiêu ha, mày giấu ở đâu, đem trả lại cho tao, nhanh lên. Tôi đâu có lấy đâu, tôi nói thiệt mà, tôi chỉ dọn dẹp thôi hả, chứ tôi có thấy tiền vàng gì của ông đâu. Được rồi, mày ngon ha, mày cứng đầu ha. Ất, giáp. Dạ. Giải nó lên quan cho tao. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Tôi không có tội gì đâu, tự nhiên ông giải tôi lên quan vậy. Cái gì màu mà quá vậy cha? Có chuyện gì hả cha? Tôi dám lấy vàng dòng của cha. Tự nhiên ông với hai người này nói tôi lấy tiền vàng gì của ông á, rồi đòi giải tôi lên quan nữa, tôi đâu có lấy đâu. Chối hả mày? Cha có bắt quả tang người ta không vậy? Có lấy đâu mà bắt quả tang. À, ông gì? Không ấy, ông qua, ông kêu anh ba qua đây đi. Là anh ba biết ai là người lấy tiền của ông liền à. Hồi đó anh ba lấy lại con trâu cho ông đó. Anh ba có lá bùa hay lắm. Ông ơi, thằng này á là nó vô phòng của ông lục đồ, chắc chắn là lấy đồ lấy vàng của ông rồi đó ông, chứ không ai hết. Ông có lấy à nha. Nó đâu, mày lấy trâu mày hết trơn á. Cha. Ông quá. Cái gì con? Ba Hảo kiếm được trâu cho cha hả? Vậy sao cha không thử một lần nữa đi? Để ta thử lần nữa coi sao. Mày ở lại đây, còn hai thằng bay qua mời ba Hảo tới đây cho tao. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Dạ. Nè con ở đây phụ phân xử với cha nghe. Không biết mất bao nhiêu á mà cha làm thấy ghê quá. Con muốn bán quách hết cho rồi đây nè. Trời ơi, con tôi bữa nay sao vậy trời? Còn hai thằng bay sao con đứng đây? Dạ. Qua kêu ba Hảo nhanh lên. Dạ. Anh ba ơi. Anh ba. Vô. Chuyện gì? Ông Phú ông á kêu ông đem bùa ướt qua nhà ổng, ổng có chuyện nhờ kìa. Ổng mất gì nữa hả? Thằng Hớn nó ăn cắp tiền vàng của ổng mà nó chối, nên ổng kêu tôi qua đây á, kêu ông á qua bển giúp ổng kiếm. Ai? Thằng Hớn. Thằng Hớn hả? Thằng Hớn mà nó lấy tiền vàng của ai? Nó còn đang mê con Yến nữa là. Mình đi cứu đệ tử đi kìa. Lỡ không phải thằng Hớn lấy thì làm sao mà kiếm? Mình. Ừ. Gì vậy? Đi lẹ lên. Đi cứu đệ tử của ông kìa. Phiền phức quá. Mày ngon quá ha. Mày nên nhớ, mày là đầy tớ của tao. Mày vừa là phạm nhân trong vòng nghi vấn của tao. Mày dám để cho phu ông đứng dậy? Mày ngồi chèm bẹp vậy hả mày? Hả mày? Khi dễ tao hả mày? Đứng lên mày. Nhanh lên. Qua bên đây. Quỷ ma gì đâu không. Mày dám đứng vậy? Mày kiếm chuyện để tao ngồi đây. Mày đứng đó để mày có cơ hội mày chạy hả mày? Con qua bên đây mày.
bực bội à? Tao không biểu con chứ bộ. Mà nói gì mày? Dạ ông ơi. Ông ơi. Ông. Dạ, dạ anh bà tới rồi kìa. Cái gì? Chuyện gì vậy? Bà Hảo. Anh ba. Chuyện gì vậy? Anh ba có đem theo bùa không? Phú ông nói tôi lấy tiền vàng của ổng mà tôi có lấy đâu. Bà Hảo, mày làm sao mày làm? Mày làm sao mà lòi ra tiền với vàng của tao trả về cho tao? Ha. Tao sẽ chia cho mày 5 nén vàng. Còn bằng không, tao tống thằng này vô ngục cho nó mục xương nó luôn. Thôi được rồi, ba thằng mày tạm lánh. Cái gì? Cái gì mày? Ông với hai thằng này tạm lánh đi. Tôi sẽ nói chuyện riêng với nó. Nếu nó không khai ra, tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh. Mày nghe chưa mày? Mày liễu hồn mày đó. Hai thằng này. Dạ. Đứng đây làm cái gì? Tao đi trước à? Dạ. Dạ ông. Đầu đuôi sao? Tôi có biết cái gì đâu. Thì kêu tôi vô tôi dọn phòng thì tôi vô dọn phòng. Rồi tự nhiên phú ông nói tôi lấy vàng lấy tiền gì của ổng á, mà tôi đâu có lấy, có thay đâu mà lấy. Vậy là có thằng lấy rồi. Thằng nào? Ai biết. Sao anh hỏi tôi có biết cái gì đâu. Có khi nào hai thằng đó nó chơi chú mày không? Chắc không có đâu, tụi nó cũng đầy tớ như tôi mà. Thôi được rồi, chú mày cứ ở đây đi. Từ từ rồi ta tính cho. Nghe hả? Mà anh ba đi đâu vậy? Sao rồi? Điều tra cái gì mà lâu như vậy? Hả? Ủa thằng ba Hảo đâu rồi? Hả? Đi rồi. À, hai đứa bay á thông đồng với nhau chắc luôn. Không có. Tụi bay. Dạ. Lôi đầu thằng ba Hảo về đây cho tao. Dạ. Nhanh lên. Nó mà về mà không lòi ra tiền vàng của tao, tao giam hai đứa mày vô ngục cho mục xương luôn. Anh ba, ba, đứng lại. Anh ba, để lên. Đứng lại anh ba. Đứng lại. Anh ba, ít nhất á cũng phải nói gì với phú ông. Sao bỏ trốn vậy anh ba? Gì vậy? Chưa nắng tập thể dục khỏe mày. Mày nói ai trốn? Tao đem bộ đi hỏi mày. Ủa, đem bộ đi hỏi mà hỏi ai anh ba? Ê ba, làm gì vậy? Trời ơi anh ba, đi đâu vậy? Đi dùng anh ba. Anh ba, từ anh ba ơi. Anh ba ơi, anh ba. Anh ba. Ê, ông kìa. Trời ơi. Anh ba, tính tôi đây. Tính tôi đây. Lại chưa? Rõ rồi he. Về đi, để coi ông khai với ông phú ông với thằng Hớt giấu vàng ở đâu. Bố ơi, đã nói tao đi hỏi mà. Ủa, xuống Long Dương hỏi hay sao mà anh ba nhảy xuống đây? Anh ba, rồi ông Long Dương ông nói làm sao? Ông nói ông biết ớt giáp hết rồi. Kỳ này thằng nào lấy đồ của phú ông á là chết chắc. Đi về gặp ông. Đi nhanh lên. Cái gì? Thằng Hớn bị nghi ăn trộm đồ hả? Ông ba, ổng đi qua bển rồi. Mà yên tâm đi, có ông ba ở bển, ổng có lá bùa, tìm hồi cái gì cũng ra hết trơn á. Cái gì? Bùa hả? Bùa đó kiếm ra tiền đó thím. Ai đó mà mất đồ, ổng mang lá bùa đó kiếm một hồi là ra hết. Mà nè, thím muốn phụ con buôn bán không? Con tính là mở quán nước, hay là thím làm bánh bỏ cho con đi. Mắng củi như vậy cực quá. Nhưng mà tại làm sao thằng Hớn bị nghi ăn cắp đồ? Thì đứa nào đổ cho nó, tại nó khờ quá mà. Thím ơi, thím để đó rồi coi đi, ổn thỏa hết, không có sao đâu. Ổn cái gì, cái thằng này nó khờ dữ lắm. Thím yên tâm đi, ông Hảo không lo được. Thì... Nè, hai mụ kia, cho tao hỏi coi. Tao mới nghe loáng thoáng cái gì mà lá bùa kiếm đồ gì đó, làm sao? Đi về lẹ đi. Ba, anh ba, trời nóng quá, mình ghé cái cây đó mình ngồi đi anh ba. Nghỉ mệt anh ba. Đúng rồi đó, với lại đang ướt dẹp bà nè. Ngồi nghỉ chút xíu, chó khô rồi đi. Nghỉ mệt gì, đi về lẹ mày. Tao nóng lòng nghỉ lắm rồi. Chút xíu đi, của thì còn đó chứ có đi đâu. Không đâu. Không có được. Của đâu con sót mà. Về liền, nói cho phố ông biết để ông mừng. Chứ để ông chờ lâu tội nghiệp ông lắm. Ba. Thôi vậy chứ anh ba. Tụi em mệt quá anh ba, nghỉ đi. Nghỉ mệt chút xíu nha. Dạ.
Ờ, cũng còn sớm mà. Thôi kệ, để cho hai thằng kia nó chết chậm chút cũng được. Dạ. Giờ sao mày? Ê, dạ. Công nhận Long Dương ổng hay dữ vậy. Ủa anh ba, anh xuống dưới anh gặp Long Dương mà ổng nói gì mà hay vậy anh ba? Ổng nói sao? Thì nói vậy đó. Ủa sau khi không á, Long Dương nói gì ức giáp gì đó là sao anh ba? Thì đó, hồi nãy á, lúc tao nhảy xuống sông là tao gặp ngay lúc ông Long Dương ổng đang đãi tiệc lũ mày. Vừa thấy tao cái ổng nói liền hà, tao biết ngươi xuống đây là hỏi điều chi. Thấy ghê không? Ủa, Long Dương hỏi trước anh luôn hả anh ba? Chứ sao, thần thánh mà mày. Ổng còn nói hả, hai thằng đó bây giờ nó đang rung ở trong bụng. Biết hai thằng luôn. Thì thần thánh mà. Rồi sao nữa anh ba? Ông có nói tên ra không anh ba? Ông không nói thì sao tao đậu về liền gặp phú ông mày?